Để tôi kể cho anh em nghe, hôm qua tôi vừa được tạo một con cá song gần chục cân. Lúc mới mang về nó còn đầu gấu và kêu càng lắm, lườm xong hầm hè các kiểu không chịu cho tôi nựng cơ. Mà đúng khổ, tôi có định làm gì đâu, chỉ là muốn ôm vào lòng chụp một kiểu ảnh tử tế để khoe mọi người thôi, mà phải đợi mãi đến cái lúc dội nước sôi xong thì mới chịu nằm im cho tôi ôm vào lòng. Em này thì có bờ môi rộng nhưng mà hơi thâm, răng khểnh cả hàm trông duyên chết đi được. Da thì mịn mướt như làn da em bé mà bôi thêm Durex Lube vậy, trơn cực kỳ. Hơi tiếc là chúng mình gặp nhau hơi muộn, chẳng còn rau dợ gì, nhưng mà để cất tủ mát luôn thì tiếc cái độ tươi của em nó quá. Phi lê một miếng da thái gỏi nhúng chanh hưởng luôn cho đỡ uổng. Cá xong mà ăn gỏi thì tôi nghĩ là chẳng chê vào đâu được câu nào. Thịt cá trắng dai giòn ngon hơn cả thịt gà, cái loại tầm 1.5 cân ăn đã ngon rồi. Em này 9 cân mà hàng bắt tự nhiên ăn đúng là quên sầu. Ước gì các bạn xem kênh mình đang ở ngay đây, ngay bên cạnh để mình mời mỗi người một miếng ăn cho nó vui. Kể ra mà sớm có đủ đồ thì nửa con hấp xì dầu, nửa con ăn gỏi, đầu đuôi đánh nồi lẩu hoặc là cháo nữa thì hết bài. Cuối cùng là xin cảm ơn Mr. Bình và Mr. Cường đã gửi quà quê cho cháu nhá. Cá đỉnh đét luôn đấy ạ.